Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng.
đông người màu sáng đàn diên mong lễ nhất thiên nhiên cung thịnh mời mong lễ nhất thiên nhiên thanh vân công chúa thượng tiên gửi đi thôn quê đất phủ dày vân cát thôn quê nghĩa hưng thiên bản nhà Lý thành mẫu cải trần cột cách thanh tân hình xung cột cách thanh tân mười năm tình xa kết hôn nhật sướng tùy định nhật chí vì trên tiên cung định nhật chí vì xe loan sớm lánh cõi tiền ai tường ấy ai là mến thương mày nhớ chẳng ngờ là để nợ hay duyên ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị trên trời sở trị trường sinh lô nhang xả nhiệt pháp rơi ngắt mân chưa phân hài hồi mất sao văn vì sư lên tường vân hành nghi phước ngân chưa vật nền toàn thân nam mô mân gái bồ đạt ma tát nam mô mân gái bồ đạt ma tát nam mô mân gái bồ đạt ma tát sa đoàn thánh giá hồi cung mong đệ nhì chúa tiên na cung thịnh mời mong đệ nhì chúa tiên na tích xưa hiện thành trong đền sông sơn chốn đồi ngang quỳnh tiên phố hát riêng một bầu gió mát trắng thành trên ma hài hạt mưa nhiệt minh ương xa dô từ đường mô hương hoa đội cách thăng lương trí tâm kim cương nhất chu viên thầm phương nam mô mân gái mô tát ma tát nam mô mân gái mô tát ma tát nam mô mân gái mô tát ma ta sa loạn thánh giá hồi cung mong đệ tam chú tiên cung thịnh mời đệ tam chú tiên xích lân long tử ngự đền thoại cung sớm kết loan phòng tràng kính xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiết mà đem lòng giới đình chân nhang phần người sung thiên thượng bề từ gần đại kim nô phong khoảnh các nhân huân tức miên man thầm phương tích nhật xa du miễn làm tiêu thái trước nam mô mân gái bồ tát ma tát nam mô mân gái bồ tát ma tát dòng nhang khai quang thập nghi diệu về chứng từ trung ngã đích tăng cung xa kỳ phụ hoàng tuân đoàn thánh chúa tiên trung thương sa đoàn thánh giá hồi cung có lệnh truyền ra được thanh ông có lệnh truyền ra quan quân tỷ bộ là chữ sinh vô minh đạo pháp nam thành đạo phạm nam thành giặc ngô binh đi đạo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi thành giá hồi cung chân đi mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi thánh giá hồi cung hoài đường vương vô đế nhân này đất vạn hương là đất này chập ngoảnh thánh giá hồi cung nhị vị đại hoàng tấu vương của đôi tên gọi đại hoàng thông minh chính trực đàm đàm nhất tòa thành giá hồi cung cửa bể cơ mơ nhát trông lên cửa bể cơ mơ chiếc thoi cô bé
lưng lờ biển xa thanh gia. Ôi cùng cầu quận khôn ngoan xanh tiếng đồn, cầu bé quận khôn ngoan vua sai cầu trấn mê ngự biển cửa đồng thanh gia. Ôi cùng tam quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt soi sáng như rọi nam thiên, đền thờ phong mê nguyệt vô thank you.
sân mời Quang Châu thổ
cho non nước nở hoa bốn mùa, soi cho non nước bốn mùa. Đi tới đâu có đón hoa chào, suốt vì bánh kiều sớm chiều cả ba.
khắp sườn non miền quanh bay vờn yên oanh vờn quanh bao hà đây linh thiêng chùa về ngự quy chứng tâm cho đồng chứng tâm cho thanh đồng này bàn đồng tiếp lộc đề đa tháng mày ấm no buồn đời sau xuân hạ thu đông mong chữ bình
dâng một chén nhang lòng thành, dâng một chén nhang cấu về thoại phủ dương gian các tòa thiên đình chốn đó diêm la. Cấu về chốn đó vua cha độc đình một dòng là chúa thủy cung. Xong nhang hai quang thập kỳ diệu ông về chứng đạt chung lá tít hương cung giang kim phụng hoàng lần cận thánh chúa tiên trùng vương. Từ uy vấn chúng sinh cô ngã kim đình lệ long nhan thập cờ diệu ông về phản chiếu từ trung. Văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên quan vì tâu đốm xét biên rõ ràng về cho nhị đưa nhượng sinh. Ông bước chân ra ngày lành ông bước chân ra ngự đồng nhận lệ ông chứng lòng thành ông về nhận lễ trần gian. Tạ Nam Tào di cung hoán số hữu bắt đầu chư sổ trường sinh thịnh mời chư vị bách linh. Trịnh giáng biến
dành ngân lai lãng. Đôi bậc ngọc soi dạng nam minh, người con vua thì quốc đồng linh, đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng. Gia tín chủ ai ai cũng thịnh vượng, hai nguyện buôn bán trăm đường, tiền tài lưu phát bạc vàng đề đăng. Nguyện tứ ma cho cung tài gặp bên, bốn nguyện cho phú quý sang giàu, năm nguyện quan độ được sống lâu, nhờ ơn quán lớn phúc lâu dầu bền. Dài dạng nghe mạnh rồng mấn ngân, chiếu hàn khôn ký vương tu lai. Địa linh tiến sát kỳ tài, anh hùng giáng thế bay dẹp loài xâm lăng. Chân giang khi lên hạt xuống biển, lạnh giang từ quý địa xanh đền thờ quan tam tía kiệu vàng, lõng môn hồ phục thành bàn rất quý nghi. Hoa tức thì xa lâu đài điện ngạc, sân nước về thủy cũng một có phen lấy ngọc lưu ly, đùng đùng sân nước phép thì ai qua đại giang sông thao sông cả, kéo quân về đóng ngã ba tranh. Tành thơ ngâm phú vịnh đàn tranh chơi bời, tán kiệt rồi về chơi thủy phù, đóng cân đai áo mũ vào tâm. Xăm ba đồng tử theo hầu vào tâu phương vùng xa châu mẫu. Cũng có khi phi phương biến hóa vào Nghệ An thượng hạ đại giang, thuyền rồng treo quên buồm loan, khi chơi bạch hạc lúc sáng tam cờ. Có phen ngự, có phen ngự nạp đâu bắc điện, chờ ra đi điện huyện thiên tôn. Dạo biệt thác cái hát con, khi chơi sông hát khi sang sông sao thần thơ tàn biến tam đạo thành ra hồi cùng thiên văn
loan thịnh mời quan đệ tứ vốn con trời xa cử hành giá hồi cùng sinh quán quê nhà đến minh sang chính quán quê nhà dầu thiên nghi đệ quan lớn tuần tranh tài tài việc sử chép mi hùng chiều thập mi bát ni đất ni địa linh bạch hạc đi nghi phong châu dựng nền xã tắc dài lâu nhớ ơn tiên tổ đời sau thiên đội vạn thơ quan tuần bây giờ ngài loạn giang anh linh trước là bảo gia đình sau chóc hết mi tà tinh phen này vì ra trần thế biết tay trần thế biết tay vì ra trần thế biết tay từ lên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đâu thời đó bình an sớ dựng lên quan vì tông đốn chép biên rõ ràng về cho nhị tử trường sinh ca lăng thập gia ân từ uy vấn chúng sinh cô ngã kim đinh lệ lòng nhàn thập từ diệu ông về phả chiếu thiên tô sớ dựng lên thượng lai văn sớ dựng lên thịnh kinh quan đệ ngũ ngài chép biên do thường phi cho nhị tử trường sinh
Hạ, Trấn Bát Hải, Long Giai. Việc triều đình luận bàn quốc sử, san khê bồ bộ chiếu phi quang. Nữ đông chơi
thị đoan trang, quan tần hiền hách quy hoàng, ra tay để đồ trần gian được một con nguyện nị, một con nguyện tích dương công đức, cuối xin quan ngài ban phước hà sa, xin ông mở lượng hải hà độ cho non nước nhà nhà hưng long. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông chẳng dám tư sai, xin quan hạ bút hoa cài cho dân Nam Việt biển tai vì đường. Ba con nguyện đèn hương dâng tiến, cuối xin quan thương đến đồng xa, độ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa da hồng. Bốn con nguyện một lòng chí kính, tu thiết lễ nghi chẳng tính với ai, chỉ xin quan lớn giáng bản đền cho con được chữ lộc tài công danh. Bảy nguyện này nay năm nguyện trung thành với tứ phủ, trước hội đồng văn võ bách quan, cắn cao mở vụ tốt nhang, khi làm tôi thanh chẳng tan dầu nghèo. Tâm học đạo đường linh, khai cho đồng chí thông minh, khai cho song nhân được tính được thường. Bày nguyện kinh tương tập phúc, tích tiền xuyên nơi cõi tục lâm than, xin nông mở phước thiên nhang cho các gia chủ tay hưởng bình an tháng ngày. Tám nguyện theo thầy mãn thế, quan lại lâm hải cứu khổ đô mê, xin ông mang nước hoài đề tắm cho các đệ tử mọi bề thanh cao. Bái ông về khai chiếu căn duyên, cho bà cô ông mãnh hậu tiên hiền, siêu sinh tịnh độ phát lên trang đài. Nay mười nguyện, nay mười nguyện sám hối hiệp dày, lỗi xin ngài sáng tội dày ngài thương, trước điện tòa tâm hướng bái đạo, nguyện lòng cầu cho thánh đạo hưng long, xin ngài vì hiền hiền thần thông độ cho đệ tử hưng long họ trương ra hồi cùng. Đồng định con vua bát hài, đồng định tôn quan điều thất, hành định khá thành gia hồi cùng. Đền rồng sớm hôm mai, châu đề nhất vui vẻ, đền rồng ngày chơi vũ tía công, đồng thành gia hồi cùng. Thương an sơn văn viên thánh trên hàn, đông vương tuần quán giáng gia hồi cùng. Lê mẫu hòa bình có ai đi lê mẫu thành gia hồi cùng. Đệ tứ tùy
tao không sai, chiêu dung công chúa thánh gia châu năm suối ngân cung thịnh mời cho năm thánh gia hồi cùng về ngã chín tư ngôi đền thờ, về ngã chín tư lục cung công chúa có bốn chữ vàng châu về. Lập mẹ hồng vân phủ kim.
thiên hệ sân la. Trình lên châu
con con cháu cháu nối đời bình hoa ý nghĩa.
yên cửa yên nhà.
hót mừng chào đón mừng châu về đến đây sáng lâm đồ cho người đồng nhân nhất tâm đồ cho người đồng nhân nhất Bánh ra hồi cùng bắt làn sân bắn châu tam hát
Lan. Thành ra chín quy trên suối Ba La thịnh mời thành ra hồi cùng đồng bỏ chi lăng có ai lên đồng bỏ chi thành ra hồi cùng Bắc Lệ bao xa có ai đi Bắc Lệ thành ra hồi cùng tứ phụ ông hoàng con dâng văn tứ phụ ông hoàng thì mời ông hoàng cả được thiên vì thành ra hồi cùng đem quân lên ngàn hoàng môi đem quân lên ngàn vì được sức tổ hồi cùng mặt nước lạ lùng hoàng bơ biến lên trên thành ra hồi cùng gió nam thoảng hương bay ngào ngạt đi bóng ác đà đã cát nghi non đầy mặt nước vơi đầy trăng in mặt nước vơi đầy bao hà cổ tích nghi xưa nay còn truyền thank you.
thì ông về đèn hương nhang khói sớm khuya phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật độ cho phúc lành độ cho đệ tử trang sinh. Tài mã dâng lên hoàng về tâm đối ngài xét biên rõ ràng đi cho nhị đời trường sinh. Nhị đời trường sinh mê cho nhị đời trường sinh chữ vô chữ quý ngang linh thọ trường thi cho sức mạnh đôi đường. Dục mạnh đôi đường về cho dục mạnh đôi đường vừa nhà an thái phúc ngay hạt từ độ cho phú quý bình hòa. An thập sanh từ yến chúng sinh cô ngã kính đình lệ lòng nhan thập từ diệu ông về chứng đàn trung. Đệ tử con nay tiến lễ dâng lên thịnh minh quan hoàng bảy khai chép biên cho tường ông về chứng lễ trần gian. Chiêu từ chung đệ tử con nay có lễ tâu trình hoặc vì nhận lễ chứng tâm lòng thành đủ cho lộc sai tài. Tiến lễ dâng lên hôm nay tiến lễ dâng lên thịnh nghinh hoàng bảy ngài chép biên do thường phi cho nhị vị trang sinh. Biên rõ ràng thế cho nhị đời trường sinh. Nhị đời trường sinh thế cho nhị đời trường sinh chữ phố chữ quý an ninh thọ trường thế cho dũng mạnh đôi đường. Tài mã dâng lên hôm nay tài mã dâng lên xin quan hoàng bảy ngày chép biên do tường vị trang sinh. Vì vị trang sinh ông phê cho đôi chữ trang sinh cửa nhà phú quý phúc lai hạn sự độ cho dũng mạnh can trường. Đôi đường phê cho dũng mạnh đôi đường cửa nhà an thái phúc hai hạn trừ độ cho phú quý bình hòa.
về chứng lễ cho đồng. Ban tài tiếp lộc ông độ đồng nhất tâm đệ tử có lễ lên trì. Thỉnh minh quan hoàng bảy ngày xếp biên do thường phi cho nhị trang xin. Tin nhân thông y hài nhân hải phi thông pháp nhân duy quan tục thì nhân trọng viên dung thật nhân như thiên nhân chiếu gì thì hòa đồng khai quang pháp rơi đổi vụ xô bất hàm dung. Chứng quả đàn xuyên hoàng về chứng quả đàn xuyên sau ông nhận lễ chứng tâm lòng thành ông về nhận lễ trần xa. Thập gia ân từ uy ân chúng sinh cô ngã kính linh lệ lòng nhà thập từ diệt ông về phạm chiếu thiên thôn. Tài mã dâng lên quan hòa tông đúng chép biên rõ ràng nghe cho kỳ đối thường sinh. Nhị đờ trường sinh mê cho nhị đờ trường sinh chư vô chư quý khang linh thọ trường thuê cho dũng mạnh đôi đường. Mạnh đôi đường vừa nhà an thái phúc hai hạt trừ độ cho phú quý vinh hoa. Phú quý vinh hoa ngài độ cho được phú quý vinh hoa vừa nhà phú quý phúc hai hạt trừ về cho phúc mạnh đôi đường. Tiên nhân thông y hài, nhục nhân hại phi thông pháp nhân duy quang tụ tí nhân trùng nguyên dung. Tạt nhân như thiên nhật chiếu dị để hòa đồng khai quang pháp rơi hồi vô sư bất hàm dung. Đệ tử con nay có lễ dâng trình nay ông chứng minh chứng tâm lòng thành ông đi nhận lễ trần gian. Nhận lễ trần gian ông về nhận lễ trần gian ban tài tiếp lộc ông độ đồng nhất tâm đệ tử có lễ đăng trì. Xin quan hoàng bảy ngày chép biên cho thường ông về tiếp lộc ban
sớ dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên hoàng về tâu đối hài xếp biên rõ ràng phê cho kỳ tử trường sinh. Nhị đờ trường sinh về cho nhị đờ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường dũng mạnh đôi đường về cho dũng mạnh đôi đường cửa nhà an thái phúc mai hạt trừ độ cho phú quý bình hòa. Họ đặng con nay tiến lễ dâng lên xin quan hoàng bảy ngày chép biên do đường phê cho nhị đi làm gì. Bạn tài tiếp lộc độ đồng con nhất tâm đệ tử dâng lễ thấu trình. Rõ ràng về cho nhị đờ trường sinh nhị đờ trường sinh về cho nhị đờ trường sinh chữ vô chữ quý khang linh thọ trường về cho sức mạnh đôi đường. Chứng minh cho lòng thành phi cho nhị vị tràng sinh. Tịnh mã long chu dâng lên tịnh mã long chu xin quan hoàng bảy ngày chép biên cho đường phi cho nhị vị tràng sinh. Trường độ cho dũng mạnh can trường đặt gối quỳ tâu hôm nay đặt gối quỳ tâu xin quan hoàng bảy ngày độ chi bốn phương độ cho phúc đẳng hà sa. Thơm danh nước tiếng được ngát hương ở đời hôm nay chứng lễ trần gian. Ta đặt thập giá từ vi vật chúng sinh của ngã thiên đinh lễ lòng nhang thập từ diệu ông về phả chiêu từ chung. Soi tấm gương mờ trăm năm soi tấm gương mờ không bằng một phút được nhờ đức ông ngài về nhận lễ cho đồng.
ai chứng minh cho tường ông về chứng lễ trần gian. Sau tiếp lộc ông ban tài từ đây ông về nhận lễ cho đông. Đệ tử con nay sẵn có lòng tin, xin quan hoàng bảy ai chép biên do tường ông về chứng lễ trần gian. Quan tài tiếp lộc độ đồng con nhất tâm, đệ tử có lễ lên trình. Xin quan hoàng bảy ngày đáo lai bản đền, ngày lành ông bước chân ra. Đệ tử châm con nay tiến lễ dâng lên, xin quan hoàng bảy ngày chép biên so tường phi cho nhị vị tràng sinh. Thiếu thiên tôn
văn sớ dâng lên quan hoàng tâu đối ngài xếp viên rõ ràng phê cho nhị từ thường sinh. Long nhan thập từ siêu công về mà chưa kiếm tôn. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên xin quan hoàng bảy ngày đáo lai bản đền ngày lành ngày bút chân ra chứng tâm cho lĩnh độ đồng quan nhất tâm đệ tử con nay sẵn có lòng tin thu thiên dâng lễ hoàng về ngài chứng minh ông về nhận mã có đồng. Nhận lễ do đồng ông về, nhận lễ do đồng độ cho đệ tử con đắc tài sai hoa ông về thiếp lộc ban danh. Thiếp lộc ban tài con lấy về ngài thiếp lộc ban tài xin quan hoàng bảy độ chi chứng tâm ông về nhận lễ cho đồng. Gia ân từ bi văn chúng sinh vô ngã kim định lệ lòng nhàn thập tổ diệu ông về và chiếc từ chung tịnh mã long chu dâng lên tịnh mã long chu xin quan hoàng bảy ngày chép biên do tường phi cho đôi chữ chàng sinh. Cửa nhà phú quý phúc lai hạn dự độ cho dũng mạnh đôi đường. Đệ tử con tiến lễ dâng lên xin quan hoàng bảy ngày chép biên rõ ràng vì cho nhị nhị chàng sinh. Gia chung hưng thịnh được đời đời hiển vinh độ cho phú quý vinh hoa. Phú quý vinh hoa ngài độ cho được phú quý vinh hoa. Xuân đã cát khánh hạng bảo bình an đông về nhận lễ cho đông. Đệ tử con tiến lễ dâng lên xin quan hoàng bảy ngày chép biên do tường phê cho đôi chữ chàng sinh. Nhị vị chàng sinh phê cho nhị vị chàng sinh cửa nhà phú quý phúc lai hạn dự độ cho dũng mạnh can trường. Tịnh mã long chu dâng lên tịnh mã long chu xin quan hoàng bảy ngày chép biên rõ ràng phi cho đôi chữ chàng sinh. Nhị chàng sinh phê cho nhị chàng sinh ta chung hưng thịnh được đời đời hiển vinh độ cho phú quý vinh hoa. We'll be right back.
quan hoàng bảy ngày trách tiên rõ ràng phi cho đôi chữ chàng xin. Cửa nhà phú quý phúc lai hàng từ độ cho dũng mạnh đôi đường. Tay thi
tay tiên giót chén trà đào. Tam tuần chúng dâng lên đi bệ ngọc, các cô nâng mời là mời rước quan hoàng bảy sơi. Có lắm cảnh vui.
nguyệt phong hoa. Hoàng lầy thơ làm bạn cầm kỳ chi tử thú vui vậy. Cứ lúc tình lúc say đố ai biết đường, hương thơm khói tỏa ngút trời mây. Người trần phàm chúng con thì hồ dễ mấy ai say, tang bồng hồ thì vẫn đợi ngày phú quý vinh hoa. Tuyết trắng trăng trong hoa thơm gió mát, mượn cung đàn ca hát diệt hồn thơ. Man mát không gian hương đưa khói tỏa mây tan, chỉ bay bồng tấm thân phàm không nghĩ tới. Trong vũ trụ rộng không biên giới, giấc mơ màng chốn ấy bồng tùng cúc trúc mai nơi tình mình thổ riêng người biết thú. Ngắm câu thơ cổ phải trăng hồn ly đổ còn đây, rượu rượu bồ đào nhấp cạn chưa say, có trà long tình hương bay nào ngạt.
Hoàng lại say câu hát. Ông say nợ tang bồng, cứ tỉnh rồi lại say. Say cùng tuế nguyệt câu kim cô, ông say với non sông trọn tháng ngày. Ông Hoàng Bảy là con vua Thượng Đế sinh ra, ngài giáng tại Sơn Lâm Chấn Ni Bảo Hà. Diệt mạo thì hồng hào tươi vẻ ngọc, dung nghi quan Hoàng Bảy tươi tốt có khác nào kiếm. Hôm nay ngự đồng nghe cung văn chúng con, có người đờn người hát lên. Nhà phú nhà phiền lúc ẩm tàu, quan Hoàng ngài ưa thích thuốc công nghi với kẹo xìu lúc ông ngờ vui. suối trong uốn lượn quanh đèo, sông sâu nước chảy thác xeo quanh đồi. Dục tu hiền bảo yên mọi tù mọi sinh, quan Hoàng Bảy
ngày tôi tú anh linh sử sách ghi chép lưu danh muôn vâng mệnh trời giáng hạ trần gian quan hoàng ngài vâng mệnh thiên nhan bách tiền chư tướng tiễn hoàng xuất cung hậu lê lưu tích giặc bắc phương đạo nghịch bất trung ông bảy hoàng đội lệnh tiên phong khởi binh dẹp loạn lên công hàng đầu vùng quy hóa ai hầu dễ biết châu văn bàn lập địa thành sơn gió mưa trăm trận trắng sơn mưu cao kế hiểm biết hơn đường gương trung chính cương thường hiếu nghĩa định thiên cơ trận địa chẳng sai nguyệt chính nhật nhật lai điện minh phụng bệ lòng ai hiền thần nổi một trận phong vân gió thét mới hiện thân khắp hết đâu đâu thì bốn phương nam bắc gần cầu bốn phương nam bắc gần cầu bảo hà thắng tích nhiệm màu còn ơi quan hoàng bảy ngài độ trì ban phước thượng đẳng thần đã được sắc phong quyền cai tam phủ công đồng quyền hoàng cai quản thánh đồng bốn phương nhàn hạ ban đêm
chén rượu quỳnh càng chuốc càng say. Trà sen trà cúc thơm bay, ô long tiến tiểu với đầy đầy khay trầm hồ phách làm chén vàng mười, đầu xe bít ngọc tam khôi, tiêm vàng móc bạc có chuối bằng ngà, khay tầm sát những vàng hoa, trục đèn ngọc thạch in hoa tứ bình, hộp trầu ông ấy khảm tứ linh, bên trong long phượng đua tranh đôi đầu, thuốc dăm chính cống bên tàu, 12 tiên nữ tiêm hầu dâng hoàng sơn. Bay ngát bốn phương trời, bút dăm ba điếu ngự vui thanh nhàn, cô dâng nghiêm mực bằng vàng, cô dâng bút ngọc để quan hoàng để tài tình hồ dễ mấy ai hay, cõi nhân sinh 36,000 ngày, say cũng lụy không say cũng nghi nợ tang bồng vay trả trả vay, trái càn khôn
trái càn khôn hôn đức vũng bền tay, kho vô tận không say mà vẫn đủ. Xoay tỏ mặt anh hào, dẫu khánh tướng cũng siêu siêu mùi thế vị. Ai có biết thì ai có biết trần ai chi kỳ, có hay lòng tráng sĩ lúc đêm xuân. Sáo vi vu gió dục mấy vần, cho bỏ lúc tang bồng non nước. Gió xuân thổi hướng bay ngào ngạt, vẳng cung đàn khúc hát gợi hồn xuân. Tài tình, tài tình hỡi khách thi nhân, thì tài tình hỡi khách thi nhân, bảy hoàng là con vua thượng đế vua cha, hoàng giáng tại sơn lâm chân ni bảo. Diện mạo thì hồng hào tươi vẻ ngọc, mà dung nghi quan hoàng tươi tốt có khác nào hoa. Khi vui cung kiếm, khi nghe đàn hát, nhà phú nhà thơ lúc ầm trà. Say phú say thơ, quan hoàng mới say câu hát, ông say nợ tang bồng, cứ tỉnh rồi lại say. Say tình nón nước câu kim cổ, say với non sông chuyện tha.
câu hát diễn hồn thơ. Man mát khoảng không gian như hương đưa, như khói tỏa mây tan, chỉ bay bồng tấm thân phàm không nghĩ tới. Trong vũ trụ rộng không thế giới, giấc mơ màng mà cõi ấy bồng lai. Cảnh thu nhàn tùng cúc trúc mai, nơi tĩnh mịch thú riêng hòa biết thu. Nâng chén rượu, nâng chén rượu mới ngâm câu thơ cổ. Phải chăng hồn, phải chăng hồn lý đỗ vần vơ đây. Rượu bồ đào nhấp khát chưa say, trà long tình hương bay thoáng thoáng. Còn kẹp xa
duyên là duyên nô mê tình nghi cờ. Sa mô liêu phàm. Duyên là duyên tình nghi cờ. Tình non xanh khen ai khéo đúc ý. Bầu đến bầu một ngày đã là đệ tử ý a là duyên ông ít nợ nhiều. Sáng mơ điêu phàn duyên là lên duyên nợ nhiều. Ông bày vừa ý gật đầu gỗ ngồi xếp ban khen. Nàng đôi dâng bộ khay đen xe ngà tàu sứ móc tiến xuôi là hôm thuộc ngang thì là vừa ý ông bày bảo hàng ngày ngược chính cung đốt đỉnh nhang trầm tiên cô nàng tư cô đốt ta đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô tư khêu tỏ tay hoàng cầm mọc. Tình nết nhu mì ngày hôm nay dân hoa gọt tóc mã để ông đi chậm đông. Nàng bày đầy khúc đàn thông miệng nghề ca tay múa nằm mà cũng nghe nó nàng tay cô tám chải chuồn hoàng khen là cô tám rất là khéo tay điệu ái tay tiên cô chín yêu điệu ái tay ngày ngày dâng nghi một đôi giày thầu ông tiên cô nàng mười tay lưng ông cánh ba vào lúc giờ tí cầm chiếc đèn lồng cô bước xa. Cô mười một quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc đôi tay ngà dâng ra. Cô mười hai là cô bé hai các cô tiên nữ hầu già cũng đến đông gió ràng. Cô sung ơi ơi hỡi phù sung có chén trà hơi thuốc
ông bầy còn say cùng, say cùng ai đây? Hoàng say đi gió về mây, say trắng say nước, hoàng say hoa say người. Còn chơi còn được còn ngon, 12 các cô còn tiêm thuốc, ông bầy còn say xưa. Thổ mãn hội đồng lệnh sai, thổ mãn hội đồng ngàn vàng tám đĩa rước ông về câu đối việc quan thanh gia hồi cùng chấn cảnh Nghệ An quan hoàng mười ngày chấn cảnh Nghệ An về thiên bản làm quan đất phủ dày. Có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, độ cho phúc lành ngài về chứng nghĩa trần gian. Chứng quả đàn xuyên hoàng về chứng quả đàn xuyên, sau ông nhận lễ chứng tâm lòng thành ông về chứng lên trần gian. Thank you.
tiền một tuần nhang
mà cúi đầu. Các đệ tử ngày hôm nay cúi đầu vọng bài, mà cúi đầu vọng bài mười phương con xin ông độ trì. Mười phương xin hoàng độ trì. Chờ che nào có bà xá gì, trăm năm quan hoặc mười tu đức cũng bởi vì ngày hôm nay. Chứ đời người, đời người thì sống kiếp vô thường, sống nay mai thác thì có ai lường, ai lường được chăng. Tiền tài sâu sáng, tiền tài cùng với danh lợi giàu sang, trở về với cát đi bụi thì có ai mang được gì, có ai mang được gì. Vì sao sống nghĩ phải sân bởi làm sao sống phải sân si, bọn chen ngà gánh ngà ghét để làm chi hỡi người, chứ để làm chi hỡi người. Cho lên sống ở trên đời hoặc quyết ý, cho lên sống ở trên đời đừng đến cay nghiệt mà buông ra những lời, những lời thì vì các kế hay hôm nay nếu đã có tâm thì hãy cứ cho đi, tiếng thơm còn mãi được khắc ghi muôn đời, được khắc ghi đến phải làm sao. Tu nhân mà tích đức thì hoàng người đây, ông mới tỏ tường, hoàng đây mới tỏ tường. Đừng lên xảo trá bất lương nghi, âm mưu thủ đoạn giả phương bất có nhớ ông mười ở Nghệ An, có nhớ ông mười ở Nghệ An. Bao giờ hồng lịch mà hên cây, chứ đến bao giờ hồng lịch mà hên cây, dòng sông Nam kia mà hết mức
đồng thầy họ Trương cùng các đệ tử đây. Vẫn chưa hết lòng bài, vẫn chưa hết được lòng có mấy khi mấy mùa mấy thì hoàng về đền Bảo Hà đây xa cử hoàng cử ung dung không có vội gì cứ ung dung không có vội gì xe áng mây vàng thượng thiên xe áng mây vàng cười con xích hiểu rước ông cười về chân thủ Nghệ An hồi cùng cô nhân xong chơi thi thanh nhàn để cô nhân xong chơi hải phòng thanh hóa thanh gia hồi cùng thiên thai là cảnh bồng lai tấu cô đôi thượng thanh gia hồi cùng là bóng cô bơ mẫu hiện xanh trong nhang hai quang thật cử diệu cô về trên từ trung lá tiên thương cũng giản thì phùng hoàng lân cận thánh chúa tiên trung vương đang tận sáng từ bi mẫn chúng sinh ngô ngã kim định lên sông nhang tập kỳ diệu khai quang và chiêu từ trung tứ tịnh tây hồ tiên cô tư tứ tịnh tây hồ tiên cô tư văn sáng thành ra hồi cùng đến suối lần này qua sông hoa hồi cùng đệ tử quan sân bài văn tấu cung thịnh mười cô sóng ra hồi cùng cô bảy tiên nam là tiên giáng thánh mời từ hồi cùng đôi tre sân văn tiên cô tam đôi tre ra hồi cùng trong sông nguyên xưa cô chín hậu cận trong đền sông Nguyệt cai cứu tình hầu trong y đài cảnh lạ vô biên đất Thanh Hoa cảnh lạ vô lập đền khi thờ ngay mẫu thời ngự chín tầng mây cô này mắc phong ngự dày thì cây sung ý sáng sinh vậy cho nên
phải giáng sinh nghi. Tuổi vừa lên chín gia hình nghi, gia hình còn thơ người trần gia, miệng lưỡi đong đưa. Ai mà không biết tính cô ý, rất là dễ chiều. Tuổi cô vừa 18
nhan sắc mỹ tựa người tiên nga nay cô về xứng lễ trần sao. Chín lại thương tới các thanh đầu tì tì là định thang đi ta đang tính nghĩ định à. Mắt lồng sơn hà cô quạt cho mắt lồng sơn hà quạt cho nam nữ trẻ gia đình an định tính là định thang đi ta đang tính. Đẹp là đẹp lùng người ở đâu xa sao trong cô đẹp là đẹp lùng rõ ràng là cô chín diễm ở trong đền sông sơn thì tính là tính tham thì ta đang tính nghĩ định. Lập thang, lập giảng, nàng
giảm khách
mà Thu Lâm Sơn từng nghe xuôi nói gì dầm nhỏ to ấy, từng nhìn thác đồ quanh co, từng giơ tay hái được giò sao xanh cũng chưa được tận ngọn ngành, vì trong Nam Việt cảnh thanh vô bàn. Rơi riêng ngọc hạt rơi cánh đồng, ấy cũng bởi thân công tiền kiếp nên kiếp này phân biệt hẹn sang thì nên cô xây người phàm tu nhận tích đức chứ vàng cô về biết kính tâm. Các đệ tử ngày hôm nay biết kính tâm tìm về phần thánh, bao tuổi buồn nhẹ gánh xiết bao đựng lên tranh chấp thấp cao, giờ hay hơn thiệt thì tình sao vơi đầy. Đang ai con bên lầu một màu xuân sắc bốc tươi sương.
trên đàn ô đắp hai hoa ụp vào là đất xòe ra là trời cứ đêm đêm biết điện đến hồi ngày đến đốt hương miệng cô cười xinh xinh đôi núi đôi núi cô bạn khen biết bao thanh đồng còn chờ cô bạn khen tới lâu hoa cò đón chào về bách điều sớm chiều ca vang tay khơi bề bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang trọn đời người đẹp cho chắc họ trọn đời giàu sang lộc tài cô bé bán ra bốn phương ngồi họp đem qua đêm này cô bán cho tiền dâng mẫu độ thanh đồng để từng con sai hòa
cô tươi như hoa, đại đẹp kiều sa, giang tiên yêu kiều, giang tiên vị miều, làn môi thắm nồng làm ngất ngây trần gian. Vui hội vào Hà Sơn, bàn phát đề đa, ấm no mọi nhà. Mây hồng nắm sáng, tiếng cô bé giang trần, gọt tiên nhẹ ướt xuôi khúc hoa ca. Trên khắp sơn non miền quanh bay vờn quanh đền đây mình thiên bộ về ngự vui chứng tâm cho các ghế cho đông này bạn ông tiếp tục để ta thác ngày ấm no buồn đời sau no buồn đời sau hạ thu đông mặt chữ tình xanh nước biếc trăng ngàn. Non xanh nước biếc trăng ngàn. Thỉnh mời cô bé Tân Ni An ngự về. Thú non tiên bốn bề sông núi, dấu sơn hà tụ hội khí thiêng Tân Ni An. Cổ tích lưu truyền tiếng nghi thơm cô bé khắp miền gần xa. Trời hồi cô bơ vui cười nói bùng hòa đồng sáng hồi bé nhỏ bé ngoan cô bé trong bản tình bé nhỏ bé ngoan đêm đêm nâng bức mảnh đào quy tâu. Đôi ngang phố cát
kinh đô, cậu chơi trốn thị thành. Chúc cậu muôn tuổi mặn mà thêm xuân ý. Cùng nghịch vương mẫu cúc cùng ngũ bái, nhất bái cầu bái thượng thiên, nhị bái bái thượng thần, tam bái cầu bái về thủy cung, tư bái bái về tứ phủ công đồng, ngũ bái bái về đền lộc bái đức vua cha. Xoay xếp bản đền cầu về, xoay xếp bản đền xem thân đệ tử đèn nhang khi nào tấu lên bắt đầu nam tàu. Song nhang khai quang thập về diệu cầu về chứng đạt chung lá tín hương cung giang kim phục hoàng lân cận thánh chúa thiên trung vương. Vua trai cầu vác hè hoa cầu đi chấm lính nhận đồng thấy không. Tiệc vui vui, tiệc vui vui, cùng bắt con chào của các cô nàng chờ mong cầu về đường vui thung sung cầu sáng vui. Cậu bắn trúng chim ở đấy, họ lại cậu. Thank you.
đền vẫn sau cầu ơi đừng quên nhé. Cung văn con chờ, con hẹn cầu từng giờ từng giây, chúng con mong chờ cậu từng giờ từng giây. Tiệc vẫn chưa tàn đúng súng cầu ngự vui, rượu uống không say cầu ban họ. Tiệc bầu hàng ba tiệc cô cha tháng ta, chạy hội gần xa tiệc sắp tan rồi. Cậu cứ hung súng hồi cung văn con dân cầu cầu hát mừng cầu ngựa vui chúc thanh văn ca cầu thương đông thầy thương đông già đồng trẻ đông khôi thương quan thầy vất vả lắm cầu ơi thương cho các gia chủ thương sang các cô quỳnh quế thương thân buồn dân vất vả đêm ngày chăm lo việc trần việc thành chu viên âu ca dăm miền cho xa sự bình yên. Cầu ơi đến hẹn lại lên phó xa đôi bên có cô tiến hàng cô dâng khăn điều áo ngự cô dâng hương cung văn dâng đồng thầy họ trương cầu thương. Cũng ở ngoài hiên con ngựa bạch khác cô buộc ở ngoài hiên giá roi mốc truyền cầu hoàng phê kích về thường thiên thanh giá ôi thượng trầu. Xin một tràng pháo tay lớn cho đồng thầy họ Trương nha. Vâng, cảm ơn Phật Thánh và các gia các chủ rất nhiều. Chúc đoàn tín Thái Nguyên chúng ta ai cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại.